Quá trình hợp tác, nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, công ty cổ phần dược phẩm Phát Đạt đã cho ra đời sản phẩm Trường Xuân Vương. Hôm nay, Viện Nghiên cứu Y học Cổ truyền Sản phẩm Hữu cơ Việt Nam tổ chức lễ chuyển giao sản phẩm tăng cường sinh lý nam Trường Xuân Vương, làm kết quả tốt đẹp giữa nghiên cứu ứng dụng với nhà sản xuất. Ngày nay, vấn đề yếu sinh lý nam rất là phải nghiên cứu và tương đối là chậm chạp. Nhưng bây giờ nó có một hai khía cạnh. Một là điều trị theo phương pháp Tây y thì thường là dùng các cái chất nội tiết bên ngoài tiêm vào. Và đặc biệt bên cạnh chúng ta đấy, có những cái nước người ta sử dụng chỉ cần bôi vào thôi thì đã có đáp ứng được rồi. Nhưng mà những cái người bị bệnh tật ấy, yếu sinh lý ấy mà cứ dùng phương pháp ấy thì tự mình hại mình, tự mình làm mất cái tình đoàn kết, cái hiếu nghị, nói một cách văn học như vậy. Nhưng mà nói cụ thể hơn, tức là tự mình xa cả vợ mình. Đấy là một điều hết sức là thật thà, hiện tại đương phổ cập. Và tôi có câu nói đùa là nếu đồng anh chị em nào nam giới mà yếu cái đó thì đã mất nửa đời người. Đặc biệt trong đông y, y học cổ truyền là không thể nào chúng tôi áp dụng được những phương pháp giải quyết nhanh chóng được, mà chúng tôi phải đi từ tâm can tỳ phế thận khỏe lên thì mới kéo cái thận lên. Và như thế thì theo tôi theo dõi đấy, hiện tại nước ta có 1.700 các cụ sống 100 tuổi. Tôi nghiên cứu thì các cụ đều khỏe, có những cụ 90-95 vẫn đẹp. Như tôi chẳng hạn là cụ thể thôi, 80 tuổi tôi lấy vợ đẻ con gái. Nhiều người trêu tôi bảo là sao mà ông đẻ đấy, chắc lại là tráng men thôi, những con tôi đẻ ra chống tôi đi đúc thì phải công nhận rồi, đương nhiên. Nhưng là một số anh xì đều là bảo ông chỉ con gái đẻ ra được con trai, lúc đó là 83 tuổi rồi. Thế tôi lên bỏ phố lên rừng lên Ba Vì, tôi bảo vợ tôi lên bảo ôi ba mua chỗ để mát mẻ gì, có khi cho em một đứa nữa, tôi là một nhát ra con trai. Và tôi cứ duy trì suốt như thế, năm nay tôi hơn 90 tuổi mà tôi sinh hoạt với vợ tôi là như 18, sức khỏe như thế. Bí quyết là gì? Bí quyết là phải duy trì cách uống đều đặn thường xuyên, chứ đừng bao giờ 1 giờ 2 giờ rồi bôi thuốc lần. Mà chúng tôi áp dụng là gì? Chăm sóc sức khỏe tự nội sinh, tức là chúng tôi có cái thuốc mà làm cho bản thân các cái nội tiết của các anh tự sinh ra và để cho anh trẻ ra và khỏe lên. Đấy thì tôi nghiên cứu 1.720 cụ sinh năm 20 thì các cụ đều, cụ nào cũng khỏe cả. Thế tôi hỏi ra các cụ bảo ôi dồi, cứ thuốc nam uống thôi. Và đặc biệt là gì? Là các cụ có những bài thuốc ngâm rượu ngày nào các cụ cũng uống. Thế tôi ở đây tôi cũng xin nói thật, nếu nam giới nào mà không biết uống rượu thuốc thì làm sao khỏe được. Chứ còn nhiều khi mà trong Tây y thì bác sĩ thì khám khuyên là kiêng rượu bia, kiêng thế nào sao mà. Thế nhưng ta uống kiểu gì, uống lúc nào, uống thế nào. Có những loại rượu của tôi lên giường rửa chân tay thật sạch, trước khi vào với vợ thì chỉ uống 3 ly thôi, không đâu không nhau. Thế thì xin quý vị đại biểu, quý các bạn, tôi không nói xa, như tôi đầy mình bệnh tật nhưng mà tôi vẫn duy trì sức khỏe cho đến ngày hôm nay. Bởi vậy cho nên hôm nay tôi đề nghị là trong cái buổi hội thảo này chúng ta phải nắm một điều hết sức cơ bản là đừng vội. Hãy tin vào những cây thuốc của ông cha ta, hãy tin vào những bài thuốc của ông cha ta để chúng ta có sức khỏe. Và nếu bạn nào như anh Chí Trung vân vân
gần đến tôi, lại sống trong tuổi, lại cũng sướng như tôi. Không ạ? Thì thay mặt Việt, chúng tôi đã có một số ý kiến gợi mở và cũng rất vui mừng các vị đại biểu và các bạn lắng nghe. Tôi xin chân thành cảm ơn. Hướng dẫn mua hàng từ video. Các bạn có nhu cầu đặt mua hãy bấm vào link đặt hàng bên dưới video bằng cách sau. Nếu xem trên điện thoại, hãy bấm vào tiêu đề của video. Khi đó màn hình sẽ hiển thị ra thông tin về sản phẩm. Bấm vào link mua hàng như hình, điện thoại của bạn sẽ mở ra website đặt mua. Nếu ở màn hình máy tính, thì link sẽ nhìn thấy ngay bên dưới video. Các bạn chỉ việc bấm vào link và màn hình sẽ ra trang web công ty để đặt mua.